Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Tân Thái Sơn, tọa lạc số 1 Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Tân Thái Sơn thuộc giáo hạt Tân Sơ Nhì, Tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là Thánh Gia Thất. Dựa vào bài viết trên trang Giáo xứ Giáo họ Việt Nam, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lịch sử của Giáo xứ Tân Thái Sơn cho các bạn biết nhé. Năm 1954, theo Hiệp định Geneva, cùng với giáo dân miền Bắc, cha Đa Minh Trần Khắc Thiệu đã đưa một phần giáo dân thuộc Giáo xứ Lương Điền, Giáo phận Thái Bình, di cư vào Nam, mua đất phân phối lại cho dân, và lập thành trại định cư với tên gọi là trại Tân Nhì, Tân Sơn Nhì gia đình, cùng với việc tạm ổn định nơi ăn chốn ở. Và để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của giáo dân, cha Đa Minh Trần Khắc Thiệu đã cho xây dựng một ngôi nhà thờ bằng khung sắt, mái lợp và vây chung quanh bằng những tấm tôn, tuy đơn sơ nhưng cũng đủ để phục vụ cho các nhu cầu về phục vụ. Năm 1957, trại định cư Tân Nhì được Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Sài Gòn, nâng lên hàng giáo xứ, lấy tên là Giáo xứ Tân Thái Sơn thuộc hạt Phú Bình, chọn Thánh Gia Thất làm bổn mạng giáo xứ và cha Đa Minh Trần Khắc Thiệu là linh mục chánh xứ Tiên Khởi. Cuối năm 1958, cha Đa Minh Trần Khắc Thiệu tiếp tục dẫn một phần giáo dân ra khai khẩn tại Phước Long. Trong thời gian này, năm 1959, số giáo dân ở lại tạm thời được cha già Triêm và cha già Chấn thường xuyên đến giúp đỡ về phục vụ. Năm 1960, tòa giám mục Sài Gòn đã bổ nhiệm cha An Tôn Trịnh Ngọc Văn làm chánh xứ. Cha An Tôn tiếp tục mua thêm đất, nới rộng diện tích giáo xứ. Năm 1970, cha An Tôn Trịnh Ngọc Văn tổ chức xây dựng nhà thờ kiên cố bằng bê tông cốt thép với diện tích là dài 37m, ngang 10m, khánh thành tháng 4 năm 1972. Năm 1976, tòa giám mục Sài Gòn bổ nhiệm cha Đa Minh Bùi Quang Tuyến làm chánh xứ. Mọi cơ cấu tổ chức giáo xứ vẫn được giữ nguyên đến năm 1979. Về cơ sở vật chất, năm 1981, mua chuông và xây dựng tháp chuông. Những năm sau đó xây dựng tường bao quanh và đổ bê tông mặt sân chung quanh khuôn viên nhà thờ. Năm 1991, tòa giám mục bổ nhiệm cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Thục về làm chánh xứ. Cơ cấu mọi sinh hoạt của giáo xứ vẫn được giữ nguyên. Về cơ sở vật chất, ngay trong năm 1991, cha chánh xứ Gioan Bautista cho sửa lại, nới rộng và nâng cấp gian cung thánh trong nhà thờ, dỡ bỏ hai dãy nhà trước sân nhà thờ, cho chính quyền địa phương trả lại cho giáo xứ để nới rộng khuôn viên nhà thờ, mở hẻm nối giữa nhà thờ, đường Nguyễn Lộ Trạch hiện nay và dòng mến Thánh Giá Tân Việt, đường Lê Sát hiện nay, xây dựng phòng họp và phòng khách hội đồng mục vụ giáo xứ. Cuối năm 1992, cha chánh xứ tổ chức thánh lễ đặt viên đá xây dựng lại nhà thờ mới trên nền móng nhà thờ cũ. Nhưng vì nhu cầu mục vụ của giáo phận, tòa giám mục đã thuyên chuyển ngài về làm chánh xứ Tân Chí Linh. Do đó, công trình xây dựng lại nhà thờ mới chưa được thực hiện. Năm 1994, tòa giám mục bổ nhiệm cha Jose Maria
Đinh Cao Tùng về làm chánh xứ. Theo đà phát triển chung của xã hội, cộng thêm thành phần di dân, dân số giáo xứ tăng đột biến. Cha chánh xứ Jose Maria đã ngỏ ý và tòa giám mục bổ nhiệm cho cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy, cũng là nghĩa tử của cha Jose Maria, về làm phụ tá. Cơ cấu giáo xứ được thay đổi, củng cố và phát triển về các mặt như tổ chức các giáo họ, hình thành ban điều hành các giáo họ, phân chia lịch sinh hoạt phục vụ cho các đoàn thể trong công tác bác ái xã hội. Giáo xứ chú ý thành phần giáo dân di cư, giúp họ có điều kiện sống tốt hơn, chăm lo việc giáo dục như phát học bổng, mở lớp học ngoại ngữ, dạy cắt may và dạy vi tính. Về cơ sở vật chất, khai thông đường số 6, đường Nguyễn Lộ Trạch hiện nay. Năm 1996, xây dựng lại nhà xứ mới, xây dựng lại nhà sinh hoạt với quy mô 1 trệt 3 lầu, 18 phòng, nới rộng nhà thờ ra hai bên bằng khung sắt tiền chế, mới lợp tôn, mở rộng và xây dựng tường bao quanh khuôn viên nhà thờ, cổng và nhà vòm. Năm 1998, thu hồi nhà xứ cũ, xây dựng hoa viên. Năm 1999, xây đài Đức Mẹ La Vang. Năm 2000, vận động giáo dân cùng làm ba con đường trong giáo xứ: đường Hoàng Văn Hòe, đường Đô Đốc Lộc, đường Nguyễn Lộ Trạch. Tháng 12 năm 2005, đặt viên đá và khởi công xây dựng nhà thờ mới trên khuôn viên nền móng nhà thờ cũ. Đại tu khu hoa viên, nhà xứ cũ thành nhà thờ tạm trong thời gian xây dựng nhà thờ mới. Đến năm 2006, khi nhà thờ xây dựng mới hoàn tất phần nền móng, tầng hầm và tầng hoa viên, vì tuổi cao sức yếu và đau bệnh, cha cố Jose Maria tạm nghỉ và giao lại cho cha phụ tá Phêrô tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà thờ khang trang như hiện nay. Khánh thành và cung hiến vào ngày 22 tháng 12 năm 2007. Bên cạnh đó, cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy được tòa giám mục giao làm quản nhiệm giáo xứ thay cho cha cố Jose Maria. Tháng 7 năm 2009, tòa giám mục chính thức chấp thuận cho cha cố Jose Maria được nghỉ hưu, đồng thời chính thức bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy làm chánh xứ và cha Jose Nguyễn Hoàng Thanh làm phụ tá. Xây dựng nhân sự cho cơ cấu tổ chức giáo xứ theo quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của tòa giám mục nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mục vụ của giáo dân. Cha chánh xứ Phêrô tiếp tục cho xây dựng các hạt mục sau: xây nhà chầu thánh thể, nhà chờ phục sinh, lưu giữ hài cốt. Tháng 6 năm 2011, cha chánh xứ Phêrô cho xây dựng mới khu nhà phục vụ giáo xứ, nhà sinh hoạt, các phòng lưu khách, phòng khách giáo xứ, hội trường, các phòng sinh hoạt đoàn thể và các phòng học giáo lý. Trung tuần tháng 9 năm 2012, tiếp tục cho đại tu khu nhà thờ tạm thành hoa viên thứ hai của giáo xứ. Hoa viên thứ nhất là tầng 1 gắn liền với nhà thờ, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào phục vụ nhu cầu giáo dân trong tháng 11 năm 2012. Nhìn chung, với những cơ sở vật chất như vậy đã hoàn thành được quy hoạch tổng thể cơ sở hạ tầng của giáo xứ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt phục vụ của mọi thành phần trong giáo xứ. Dưới sự dẫn dắt của cha chánh xứ Phêrô cùng với sự cộng tác nhiệt tình của cha phụ tá Jose và quý chức trong hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể v.v., giáo xứ càng một thăng tiến theo đà phát triển chung của giáo hạt cũng như giáo phận.
cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.